Liên quan đến vụ ông Lương Hữu Phước đã chết, bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, ngày 20 tháng 11 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Xoài tổ chức thực nghiệm điều tra tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông vào ngày 15 tháng 11 năm 2017. Ngoài Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân, buổi thực nghiệm điều tra cũng có sự tham gia của Lâm Tươi ở thành phố Đồng Xoài và luật sư Nguyễn Duy Bình là đại diện cho ông Lương Hữu Phước. Theo nội dung vụ án, vào khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2017, ông Phước uống rượu ở nhà anh Phạm Văn Tuấn rồi đi về nhà. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Trần Hữu Quý gọi điện thoại cho ông Phước kêu đến nhà anh Tuấn để đổi dép và được rủ đi hát karaoke. Ông Phước đã chạy xe máy quay lại nhà anh Tuấn. Trên đường đi, phát hiện anh Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở anh Quý quay về để lấy mũ bảo hiểm. Do anh Quý không chịu đi bộ qua đường nên ông Phước rẽ trái qua đường. Khi đến phần đường dành cho xe đi theo chiều ngược lại thì bị xe máy do Lâm Tươi chở theo chị Tiếp đâm phải. Vụ tai nạn làm anh Quý chết tại bệnh viện. Ngày 29 tháng 3 năm 2018, tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Xoài xử phạt ông Phước 3 năm tù, nhưng bản án sau đó bị cấp phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước ngày 12 tháng 9 năm 2018 hủy án để điều tra lại. Tiếp đó, ngày 6 tháng 12 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Xoài xét xử sơ thẩm lần 2 vẫn tuyên phạt ông Phước 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, sau đó ông Phước kháng cáo kêu oan. Đến ngày 26 tháng 5 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án. Sau 3 ngày nghị án, ngày 29 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù giam đối với ông Phước. Chiều cùng ngày, trên Facebook cá nhân được cho là của ông Phước đăng nội dung: "Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ." Sau đó ông Phước đã lên lầu 2 Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước nhảy xuống đất tử vong. Chiều 12 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên giám đốc thẩm để xem xét lại bản án phúc thẩm vụ án. Theo đó, Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy hai bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP Đồng Xoài và phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước để điều tra lại theo thủ tục chung, chấp nhận toàn bộ kháng nghị của chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao TP.HCM. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.